Xin chào cả nhà nha. Hôm nay em Huy đến lên Tây Nguyên check in nhà anh hai Thiên Hạ Nhân Thiên Hạ Tài, một quái kiệt ở Buôn Ma Thuột. Anh hai có đôi lời chào các nhà. Anh hai nói này, đây là anh hai là lần đầu tiên xuất hiện kênh đến lên Tây Nguyên nha cả nhà. Lần đầu tiên là ở tổng kết ở tất niên năm 2021. Bây giờ ấy là mình tới nhà anh hai thăm sức khỏe anh hai. Đấy. Đó, anh hai có chí rất là đẹp này. Anh hai nhường lại cho mình. Anh hai có đôi lời giới thiệu cùng quý anh em chơi đồ xưa đồ cổ Tây Nguyên. Xin mời anh hai. Đây giới thiệu với anh em, đây là một cái showroom của mình nhá. Về một số, còn nói chung là nhà chủ lực thì cách đây khoảng chừng 100 mét. Còn đây là một số ché, một số cồng chiêng Tây Nguyên và trống của các đồng bào. Vậy thôi, rất là nhiều. Nếu anh em mà thích giao lưu thì cứ gặp mình. Đây là một cái nhỏ nhà anh hai cả nhà. Xa la la về đồ xưa đồ cổ Tây Nguyên. Đó, anh hai là đàn hay hát hò giỏi. Con chim anh hai tuy lớn tuổi nhưng mà con chim ấy là hót dai, hót dẻo lắm nha cả nhà, hót khỏe lắm. Đàn ca sáo nhị điều OVK hết. Anh em nào mà lên ở Buôn Ma Thuột thì alo cho em Huy. Em Huy kết nối giao lưu với anh hai. Hầu như tất cả những vị khách ở Sài Gòn, Hà Nội và khắp nơi lên ấy Buôn Thuột alo cho em Huy đều kết nối với anh hai. Anh hai rất là thân thương. Kính thưa các loại nha cả nhà. Thượng ba hà cám đều có cả. Nhìn thấy cái trái này kìa. Đây là một chế lựu đạn này. Anh hai anh xin giới thiệu cái chế rất đặc biệt đó nha. Thế này là khả năng là của Campuchia này, là Khmer này. Nổi văng lên. Đặc điểm chỉ là khi mà mình lau lên là có nổi văng lên rất là đẹp nha cả nhà. Nhưng mà dòng này chế này rất là nhẹ. Thường thường mình sưu tầm mấy chục năm nay là rất nặng. Cái dòng chế lựu đạn này rất dày, rất nặng. Nhưng mà không biết tại sao là cái chế này quá nhẹ. Rất là nhẹ. Cao khoảng 69, 70. Cái này là mới về, mới sưu tầm được cách đây 2 ngày. Đẹp quá anh hai ơi. Ba rồng, rồng bốn chân, bốn móng. Phong thức quá này ơi. Mà nó là chế thức tần, có nghĩa là họ quay bằng quay tay. Cho nên là nhìn nó, trên này là có tất cả là ba con rồng. 2, 4, 6 tay đã bị lỗi hai tay. Và trên miệng cũng có bị dâm dâm sơ sơ. Cốt rất là đẹp. Đó là cái chế mini anh hai mới sưu tầm được. Rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Hàng này mình thấy rất là lạ. Nhỏ mà có vỏ. Nhỏ có vỏ mà. Nhưng mà nhỏ có vỏ. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Mượn livestream này chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Anh chị em nào có nhu cầu lên Buôn Mê giao lưu anh hai thì alo em Huy nha. Em ơi luôn luôn dắt mọi người giao lưu với anh hai. Kính chúc cả nhà mình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.